Cuộc đua vào lớp 10 trường công, phụ huynh ao ước bao nhiêu, học sinh kiệt sức bấy nhiêu. Quý vị và các bạn thân mến, tuy chỉ là thi vào lớp 10 mà con học suốt ngày cũng thấy tội, không cho học thì lại lo, tôi chỉ ước con có luôn một suất học cấp 3 trường công cho con đỡ vất vả, một phụ huynh tại Hà Nội nói. Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được ví là cuộc đua khốc liệt, căng thẳng hơn tuyển sinh đại học. Thành phố Hà Nội có khoảng 129.210 học sinh lớp 9 nhưng chỉ khoảng 72.000 em được tuyển vào trung học phổ thông công lập, 5,7%, 30.000 em vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục, 23,2%, còn lại được tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Điều này khiến cho cuộc đua chuyển cấp căng thẳng hơn bao giờ hết. Con học nhiều thì tội, mà học ít thì lại lo. Theo chị Phương Anh, quận Thanh Xuân Hà Nội. Chỉ tiêu vào lớp 10 của nhiều trường công lập hạn chế, muốn chen chân vào những trường này đòi hỏi học sinh phải cạnh tranh gay gắt. Và đây không đơn thuần là kỳ thi chuyển cấp mà là cuộc so găng giành xuất vào cấp 3 trường công chất lượng với học phí rẻ. Không chỉ con mà cả phụ huynh chúng tôi cũng như ngồi trên đống lửa, trường công lập thì ít mà học sinh thì đông. Con không cố gắng thì phải học trường tư, nhưng gia đình không mạnh về kinh tế thì con không thể tự tin chọn trường tư được. Ba mẹ hai con bày tỏ. Chia sẻ về áp lực phải có được một suất học trong trường công lập, chị Phương Anh cho biết nếu con ở độ tuổi nhỏ khi chưa có định hướng cụ thể thì học trong hệ thống giáo dục công lập vẫn là con đường an toàn nhất để trẻ có một môi trường phát triển ổn định chị phương anh nêu suy nghĩ nếu không đi học các con cũng không biết làm gì muốn học trường tư tốt thì cần có tiền rất nhiều tiền vào trường công vẫn là mong muốn của nhiều gia đình mà muốn vào được thì con phải học thôi áp lực thi cử của con trai khiến chị nguyễn ngọc hà quận hoàng mai hà nội cảm thấy như bị nghẹt thở bởi con thi chuyển cấp mà cả nhà như có bom nổ với nguyện vọng thi chuyên vào một trường trung học phổ thông công lập tóc đầu trên địa bàn, con trai chị Hà quyết tâm rằng dù có vất vả cũng cố gắng ôn luyện để không bỏ lỡ cơ hội. Em học thêm toán, văn, môn truyền mỗi môn ở vài ba chỗ. Ngoài thời gian tới lớp, ở nhà con trai chị Hà luôn ở bên bàn học bởi không bao giờ hết bài tập. Lịch học của con dày đặc nên con mệt mỏi, tôi sốt ruột lắm. Nhiều lúc 2 giờ con tự nhiên bật đèn, dậy lục lọi chỉ để tìm làm bài tập xong lại đi ngủ. Chỉ là thi vào lớp 10 mà con mình phải căng mình ra học, Lo con học suốt ngày cũng thấy tội, mà không cho học thì lại thấy lo. Tôi chỉ ước con có luôn một suất học cấp 3 trường công cho con đỡ vất vả, chị Hà nói. Lo lắng con mải mê học bài quên giờ đi ngủ nên mọi buổi tối phụ huynh này đều ngồi cạnh bàn học của con để tiện theo dõi việc ôn luyện và nhắc nhở con đi ngủ sớm. Sức ép dồn lên các trường công lập. Không ít phụ huynh phàn nàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội đang gây áp lực rất lớn cho cả bố mẹ và thí sinh. Nguyên nhân là do thiếu trường trung học phổ thông công lập nên học sinh phải chạy đua gai gắt để có được một suất học. Thực tế hiện nay, số lượng học sinh ngày một đông và tăng, nhưng thành phố chưa quy hoạch tốt việc xây trường, đáp ứng nhu cầu học tập. Chung cư Hà Nội thì mọc như nấm sau mưa, trong khi tốc độ xây dựng trường học không tương ứng, chị Hà chia sẻ. Dẫu biết giáo dục tại trường công lập không phải lựa chọn duy nhất cho học sinh chuyển cấp, nhưng đại đa số các gia đình như chị Phương Anh, chị Hà có con em lớp 9 vẫn đang cố gắng và mong mỏi từng ngày để giành được tấm vé vào trung học phổ thông công lập. Áp lực ở một thành phố nhà nhà đi học, số học sinh thì tăng từng ngày, nhưng hệ thống trường công lập không đủ đáp ứng nhu cầu, khiến cho mỗi lần con chuyển cấp là một lần phụ huynh như chúng tôi vào đầu bứt tai. Giá như ngành giáo dục có đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, thì kỳ thi vào lớp 10 đâu trở thành gánh nặng và áp lực đối với phụ huynh và học sinh như thế này. Chị Hà nêu quan điểm. Sướng như nhân viên ngân hàng, lương bình quân gần 50 triệu một tháng là có thật. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, hàng loạt ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1 năm 2023. Một trong những thông tin được nhiều người quan tâm là lương thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên trong ngành này. Trung bình lương nhân viên ngân hàng là 46,6 triệu đồng một tháng. Theo số liệu từ báo cáo tài chính, các ngân hàng dẫn đầu lợi nhuận không đồng nghĩa là những đơn vị trả lương cao nhất. Dẫn đầu bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng 3 tháng đầu năm nay vẫn là Vietcombank, tiếp đó là BIDV, MB, Vietinbank, Techcombank. ACB, SHB, HD Bank nhưng nếu xét theo thông tin trên báo cáo tài chính, nhân viên của Techcombank mới là quán quân về thu nhập trong ngành ngân hàng, bất chấp lợi nhuận của ngân hàng quý 1 vừa rồi giảm 17,1% so với cùng kỳ. Cụ thể, mỗi nhân viên ngân hàng này trong 3 tháng đầu năm nay nhận thu nhập bình quân 46,6 triệu đồng một tháng, bằng cùng kỳ năm trước nhưng tăng hơn 3,6 triệu đồng một tháng so với con số 43 triệu đồng một tháng bình quân năm 2022 trước đó. 3 tháng đầu năm Ngân hàng này đã chi gần 1.600 tỷ đồng để trả lương và phụ cấp cho nhân viên. Giá bán vàng nhẫn ở các cửa hàng lớn ở Hà Nội đang ở mức 5,7,3 triệu đồng một lượng, tương ứng 5,73 triệu đồng một chỉ vàng. Như vậy, tính bình quân mỗi tháng, nhân viên làm việc tại Techcombank có thể mua được 8 chỉ vàng. Kể đến là SHB, ngân hàng này cũng thường xuyên trả thu nhập cao cho nhân viên. Mức thu nhập kể trên của SHB đã gồm lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chi trang phục, bảo hộ lao động Tại ngày 31 tháng 3, ngân hàng của ông Đỗ Quang Hiển có 5.140 nhân viên. Đơn vị này đã chi gần 660 tỷ đồng chi phí cho nhân viên, tương ứng bình quân mỗi người nhận về 40,6 triệu đồng một tháng. Xếp vị trí thứ ba tiếp tục là một ngân hàng tư nhân. 3 tháng đầu năm, nhân viên tại MB cũng nhận hơn 40 triệu đồng mỗi tháng. Số lượng nhân viên tại MB cũng thuộc hàng khủng với hơn 10.000 người tính đến hết quý 1. Con số này thậm chí chưa kể đến nhân sự trong các công ty còn. Trong 3 tháng, MB đã chi 1.212 tỷ đồng cho nhân viên, tăng 73 tỷ đồng so với cùng kỳ. VPBank cũng là đơn vị mạnh tay chi hơn 1.167 tỷ đồng cho 12.850 nhân viên đến hết quý 1 năm 2023, tương ứng với mỗi nhân viên nhận 30,2 triệu đồng một tháng. Mức chi cho nhân viên của VPBank tăng hơn 25% so với cùng kỳ, dù lợi nhuận nhà băng này trong 3 tháng đầu năm đã sụt giảm tới 77%. Với nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank dẫn đầu về mức đãi ngộ nhân viên 3 tháng đầu năm, đơn vị này đã tăng thêm 23% mức chi lương và phụ cấp cho 21.865 nhân viên, nâng tổng mức chi lên hơn 2.569 tỷ đồng. Như vậy, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên Vietcombank lên đến 38,6 triệu đồng một tháng, tăng hơn 3 triệu đồng so với mức trung bình năm 2022. Trong top 15 ngân hàng trả thu nhập cao nhất cho nhân viên, không thể thiếu hai ông lớn quốc doanh khác là Vietinbank và BIDV. Làm việc tại hai nhà băng này, nhân viên sẽ được trả mức trung bình lần lượt là 31,42 triệu đồng một tháng và 26,5 triệu đồng một tháng. Trong đó, Việt Tin Banh 3 tháng đầu năm đã chi hơn 2.140 tỷ đồng để trả lương và phụ cấp cho cán bộ nhân viên, tăng 10% so với mức cùng kỳ. BIDV cũng tăng chi lương và phụ cấp cho nhân viên thêm 32% lên mức 2.550 tỷ đồng. Nhân viên ngân hàng nào kiếm tiền khỏe nhất? Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết ngân hàng đều ghi nhận chỉ tiêu tổng quỹ lương tăng, quy mô nhân sự tại phần đông ngân hàng cũng ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Mức thu nhập cao của nhân viên được nhà băng chi trả một phần do hiệu suất hoạt động. Tính trên tổng lợi nhuận trước thuế, có nhiều nhà băng ghi nhận nhân viên mang về hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, như tại SHB, nhân viên tại đây mang về 223 triệu đồng một tháng, nhân viên của MB mang về 193 triệu đồng một tháng, của Vietcombank mang về 168 triệu đồng một tháng. Theo số liệu từ báo cáo tài chính, có đến 10 nhà băng trả thu nhập trung bình cho cán bộ nhân viên mỗi tháng từ 30 triệu đồng trở lên, ở mức khiêm tốn hơn là từ 20 triệu đồng. Cũng có tới mấy ngân hàng đang chi trả mức này. Một số nhà băng trả thấp hơn mức này chủ yếu là các cái tên có quy mô trung bình. Ngoài ra, cần lưu ý những con số trên là thống kê mức thu nhập bình quân từ lương và phụ cấp, còn tùy thuộc mỗi một vị trí tại ngân hàng sẽ có chế độ lương thưởng khác nhau và thường có sự tranh lệch lớn. Lý do là ngân hàng trả lương dựa trên thâm niên, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, đặc thù giữa các bộ phận trong ngân hàng và thậm chí ngay giữa các nghiệp vụ hoạt động và hiệu quả hoạt động chung của từng chi nhánh. Cùng với lương thưởng, ngân hàng thường sẽ có thêm các đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với giá rẻ hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.